Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Trước đó, ngày 14 tháng 11, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó Ban Dân Nguyện, Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi là hàng trăm nghìn USD. Công an huyện An Minh tỉnh Kiên Giang cho biết đang điều tra làm rõ đối tượng Kiều Hoàng Nam, sinh năm 2006, ngụ tại xã Đông Thạnh, huyện An Minh, cất giấu một khẩu súng và gần 600 viên đạn khi đang di chuyển trên đường. Trước đó vào chiều 24 tháng 12, công an xã Đông Hòa nhận được tin báo tại ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa xảy ra vụ việc đánh nhau nên cử cán bộ xuống hiện trường xác minh thông tin. Sáng ngày 25 tháng 12, công an xã Đông Hòa phối hợp với công an xã Đông Thạnh Mời Kiều Hoàng Nam tới làm việc thì phát hiện Nam đang điều khiển xe trên đường, trong người có giấu một khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại và 574 viên đạn trì. Nam khai đặt súng trên mạng với giá 7 triệu đồng. Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa găn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm, chuẩn bị hỗn chiến. Trước đó, công an huyện Hương Khê đã nắm được thông tin trên mạng xã hội đang có hai nhóm thanh thiếu niên ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và Quảng Bình hẹn đánh nhau, Tổ công tác đặc biệt 238 cùng cán bộ chiến sĩ công an huyện Hương Khê lập tức được triển khai, phối hợp tuần tra trên dọc tuyến quốc lộ 15. Quá trình điều tra phát hiện nhóm thanh thiếu niên khoảng 15 người điều khiển xe mô tô che biển số, cầm theo dao, kéo, tiếp sắt, chai xăng, tụ tập trên quốc lộ 15. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng dồ ga bỏ chạy. Các lực lượng đã tiến hành truy bắt nhóm đối tượng. Tại hiện trường thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kéo, tiếp sắt, 20 chai thủy tinh đựng xăng, và 5 xe mô tô